Tìm người cứu mà không có người nào cứu luôn. Không có ông Phúc không cứu rồi. Mai không có lại không có mà. Ôi chứ, chị thấy ông Phúc bạn quay đỉnh nữa nè. Cần tùng nữa, mà em thấy rảnh là em rảnh buổi trưa, mà buổi trưa em nặng sợ về ăn sưng đúng không? Làm đúng không? Chị hỏi em hả? Em một là sáng sớm mà hai là tầm 6 giờ hết ra. Sáng sớm là mấy giờ? Trước tầm trước 8 giờ. 8 giờ hả? Chịu rồi. Chắc là chỉ có tầm này đi. Chịu đau cũng nói chung rây lần quá đỉnh. Còn nhiều chỗ đó. Nặng sẽ rách bao tay luôn. Rồi. Lì kinh khủng. Nhiều không biết nặng cục mô. Nó còn lì nữa chứ.
bốn cái đông lì bốn cái mà thấy đi đuối rồi đó. Hà con Hiền là đứng được 6-7 cái, còn mấy đứa kia thì Hậu đứng được 10 cái. Thiệt mà đứng xong là cái chân quỵ luôn. Hậu đỉnh, cái chị em đỉnh. Ông Huệ ngồi, ông Huệ là ngồi cũng được 10 cái bình thường, 11 cái bình thường. Mà ngồi á là nó dễ hơn. Cũng một máy dễ thương. Người này cũng hái xíu hết à. Nếu chỗ mua này đây cho lên số 11 rồi cho nó đẹp. Máy cũng đẹp.